em sẽ quay thử mấy cái cây rừng vào này. Đây là những cây vào trồng hay mọc hoang thì em chỗ, nhưng mình xem có cái, những cái vết chặt không đã. Ở dưới này thì hoàn toàn không có vết chặt các bạn, hoặc em chưa thấy. Nếu mà có nhiều vết chặt thì em hiểu là rừng này người ta khai thác cái cây vào trưởng thành này nhiều ấy, nhưng mà hiện tại thì chưa thấy vết chặt nào, thì chứng tỏ một là có người trồng hay là ôi thích thế. Bên dưới này thì toàn là thấy cái bẹ thôi, cái mò lang này, không có mụn cỏ nào. Ở trong này túi thui. Ủa, hình như có đường. Hôm nay được đi khám phá đỏ thật đấy, đi nhìn thấy cả cái rừng vầu này. Đây là măng này. Ui, mà chắc là hỏng hết rồi. Măng nó chỉ có mùa thôi chứ. Trong rừng vầu thì có những cái củ này ăn được á. Ui, tí em lấy một củ này ăn. Xem trên mạng thì ăn được. Đường đây, đây có những vết chặt này, đỏ. Chả biết là đẹp thật đấy. Chắc là một người ta đến mùa người ta lấy măng hoặc lấy vầu. Đẹp thế. Cây vầu nếu mà như này thì chắc là có người trồng các bạn. Sau này nó sẽ xâm chiếm dần, xâm chiếm hết lên núi. Sức của vầu nó ra ác lắm. Có một cái đồi này mỗi năm khai thác cây về bán cũng thích. Cái đường này đi. Không ngờ vầu này nhiều như thế. Đi tiếp một đoạn nữa. Đó, chứ lại quên cái chỗ em lấy. Nó bị hơi hăng. Rừng vầu. Thế thì cả tí có đường ra đấy rồi. Thì em sẽ ra đường này. Đây là cây chuối hột rừng nhưng mà nó chưa có quả. Toàn vầu. Ở đây có rất nhiều cây nhãn rừng bé này. Có nào hứng thú trồng cây nhãn rừng này không ạ? Đây. Rất là nhiều. Nhưng em nghĩ chắc phải 3-45 mới có quả ấy. Đây chắc mình cũng bay rồi, bay màu. Bây giờ đến một cái rừng vào. Wow. Ở rừng vào chơi thì đã. Lại đi vào một cái rừng, cây này không phải là cây vầu hôm qua. Cây này khả năng là cây trúc, đốt nó ngắn hơn. Một khi vào lại kiếm được cái cần câu ấy. Những cành này có thể nằm gần câu được không ấy? Còn cái bé này. Các em sẽ kiếm một cây để nằm gần câu. Đây. Ô, cái này héo rồi. Cây to chắc không làm được những cây bé này. Nhìn đẹp lắm. Cái này nó hơi xa đường, chắc cũng chẳng ai khai thác đâu. Mình cũng không có nhu cầu khai thác cả một cánh rừng. Tìm cái cần câu chắc được. Đây các bạn. Từ ra đôi cành nhau. Nhưng mà thôi, dài lắm. Thôi em ghé vào để chơi, quay phim. Cái này chắc là người ta cũng không khai thác nhiều. Hoặc đến mùa măng thì có thể họ lấy măng thôi. Cái này nó cứ mọc dần nếu mà không ai động vào nó cứ mọc mãi thế. Nó thành một khu rừng. Chắc một khu họ vẫn sẽ khai thác thôi. Còn nếu mà lấy về dùng thì thoải mái. Quan trọng có vát được không thôi.
Đó, cái đốt của nó là thấp này. Thấp luôn. Đây con cái đèn đen. Ấy có những cây. Không nào nó ngắn ngắn này thích nhỉ. Đây cái này làm cần đẹp này, cắt từ đây. Wow. Thẩm mỹ đấy. Dài quá.